Đây là một ổ trứng ngan, quả là chỗ này nó phải tầm 20 quả. 20 quả luôn. Đúng là ngan, ngan ấp của khác, nó lấy lông của nó làm ổ luôn. Này, ấp này. Con này thế. Bỏ nó ra xem nào. Con mẹ nó ra xem nào. Ôi giời ơi, đúng là người ta bảo đó như ngan ấp thật. Đấy. Ôi giời ơi, con trên này. Này. Ôi. Đéo nào thế. Ấp này. Con này lại ấp. Thôi thôi làm gì. Ấp này, ấp này, đang đẻ này, đang đẻ này, ấp này, ô rồi, ngàn bố ngàn mẹ này, ngàn bố ngàn mẹ này, ơi mát chưa, ấy ngàn con này, anh em nào mua ngàn con alo nhá, anh em nào mua ngàn con này, toàn ngàn đen thôi, đẹp như tranh luôn. Ship hàng nhá, ở khu vực Hà Nội, khu vực miền Bắc thôi nhá. Đấy. Ngan này là ngan đen này. Đấy. Đây là con nhá, đây là ấp nguyên bản ra, đây ngan mẹ này. Đấy, ngan mẹ, đây ngan bố này, đây ngan đực này. Đây ngan đực này. Nuôi làm cái dàn mát mát này. Mình ở Ba Vì nhá. Đây là nhà của ông anh. Mình quay cái này để chia sẻ cho bác nào mà muốn mua bố mẹ này, bán cả bố mẹ luôn. Ví dụ như một đực ba cái là bán 100% nguyên bố ngoài này. Ờ. Bố mẹ nguyên bản luôn này. Đây là những con này nó vừa ấp vừa nuôi con, mình tách ra sàn đây để nuôi cho được nhiều. Đấy. Các bạn nhìn nhá. Đấy. Ngan này chính thức là tên gọi là ngan đen. Đây. Đấy. Con này trắng đốm đầu rồi. Đấy, 4 cân một con. Đấy. Ngan này là các bạn biết là nó bắt đầu giò giò rồi, thịt được rồi đây. Đấy, các bạn nhìn sướng chưa? Đấy, các bạn xem cái kênh về con giống của đồng chí Thao Chim Cú Gáy thì các bạn hay bắt gặp được những cái video rất là hay luôn. Đây là nhà ông anh là có vườn rất là rộng, nên ra nuôi ngan rất là sướng luôn, bưởi. Đấy, thả rông ra này. Đấy, ngan, ăn thịt ngan thì ngon rồi, lọc ra. Đây, ngan giống, đây, đây, đây. Đấy. Mình sẽ đăng lên kênh và để cho bác nào mà muốn lấy giống ngan này thì các bác gọi nhá. Các bác gọi theo cái số điện thoại ghi ở trên kênh của mình ấy. Đấy. Là 0335305982 và 0989177982 nhá. Đây là giống ngan tại Ba Vì nhá. Đây là gia đình nuôi mới đầu là nuôi một vài con, nuôi bộ xong bắt đầu gây ra bây giờ rất là nhiều luôn. Đấy, rất là nhiều luôn. Đây là bọn này là cũng sắp thành bố mẹ và bọn bên trong là thành bố mẹ rồi này. Đấy. Ừ. Dưới bóng cây này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là nhiều ngan luôn. Đấy. Em này vào ấp đây này. Vào ấp. Đây, vào ấp. Ô trời, 20 quả trứng luôn. 20 quả trứng luôn. Mà tại sao nó ấp ghê thật, ấp 20 quả trứng nó vẫn nở tất thì. Tài thật, không ung một quả luôn. Đấy, ngan con nhá, lên đây để xem ngan con nhá các bác nhá. Các bác xem ngan con đây này. Đấy, các bác làm cái sàn này úm thì không hành sảnh một con nào luôn. Không sảnh một con nào luôn. Đấy. Đấy, đấy, cho ăn cho uống này. Đấy, quá đẳng cấp luôn. Zoom lại một chút để xem này. Đàn ngan đẹp thế. Chụp ảnh luôn.